Kính chào quý vị và các bạn. Sau gần 10 năm lên sóng, tạp chí Sức khỏe và Đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên đã chính thức nói lời chia tay và thay thế là chương trình mới, chương trình Cuộc sống khỏe. Trong chương trình mới này, chúng tôi mong muốn mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin thiết thực nhất, hữu ích nhất trong cuộc sống hàng ngày để đảm bảo sức khỏe bản thân và những người xung quanh thông qua sự hướng dẫn của các chuyên gia bác sĩ có uy tín trong mục Sổ tay y học. Tăng sự tương tác với khán giả truyền hình trong mục Hỏi đáp y tế bằng những câu hỏi trực tiếp của người dân với bác sĩ. Và cuối chương trình là câu chuyện y tế phản ánh về sự nỗ lực của các bác sĩ có lương tâm và trách nhiệm nghề nghiệp cũng như các hoạt động của ngành y tế tỉnh. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với số đầu tiên của chương trình Cuộc sống khỏe. Thưa quý vị và các bạn, hoạt chất DEET được sử dụng trong hầu hết các loại thuốc diệt muỗi có thể gây chết tế bào não ngay sau khi tiếp xúc kéo dài. Hóa chất dường như là một giải pháp tốt nhất để đuổi muỗi và côn trùng vì chúng có hiệu quả ngay lập tức, nhưng chúng cũng gây hại cho sức khỏe của con người. Đó chính là lý do mà tại sao chương trình sẽ hướng dẫn tới quý vị và các bạn cách đuổi ruồi muỗi kiến gián côn trùng hiệu quả an toàn mà không cần dùng hóa chất có hại cho sức khỏe và môi trường. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hướng dẫn của kỹ thuật viên Đào Văn Hành, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên. Trong cuộc sống thì thường ngày thì là ở các hộ gia đình và một số nơi thì thường là mọi người vẫn hay dùng hóa chất để xua đuổi muỗi, nhưng mà trong quá trình mà phun thì là gặp về dị ứng, rồi gặp về những ảnh hưởng về sức khỏe như là khó thở, nên là có ở trong dân gian nó có một số phương pháp là đuổi muỗi tự nhiên như là dùng tinh dầu xả, dùng những cái chất hoặc là trồng những cây có hương liệu bạc hà có tính chất xua đuổi muỗi, và có thể như là dùng bây giờ phổ biến thì là người ta đang là dùng hệ thống đèn bắt muỗi, thì là ở trung tâm thì là có cái đèn bắt muỗi thì là nó có cấu trúc là hệ thống đèn để thu hút muỗi, và khi muỗi nó bay vào đây thì có một hệ thống quạt là nó sẽ hút và đẩy muỗi xuống dưới này, là một cái phương pháp bắt muỗi rất hiệu quả của tự nhiên. Trong cuộc sống thì là bây giờ là họ sản xuất và kinh doanh những cái đèn mà nó đơn giản và tiện dụng, dễ sử dụng hơn là những cái loại đèn mà chuyên biệt như thế này. Cái đèn này là người ta sẽ sử dụng ánh sáng để thu hút muỗi, và khi muỗi vào trong này thì là sẽ có một hệ thống lọc, hệ thống hút gió là nó sẽ đẩy muỗi xuống dưới cái bình chứa như này. Đây là một cái phương pháp bắt muỗi cũng rất chi là hiệu quả. Hiện nay phổ biến thì trên thị trường thì có một số cái loại đèn bắt muỗi, thì nguyên lý chung của nó là sẽ dựa vào nguyên lý là cái ánh đèn nó sẽ thu hút muỗi vào xung quanh ánh đèn này, và có một cái hệ thống gió là nó sẽ hút muỗi và đẩy muỗi xuống cái bình chứa như này. Trên thị trường thì có những cái hệ thống đèn nó bắt muỗi nó đơn giản hơn là những cái đèn chuyên biệt như này. Bên cạnh việc sử dụng đèn bắt muỗi thì là chúng ta có thể sử dụng như là tỏi, ớt nghiền nát, đập và trộn với xà phòng cho vào các cái bình xịt, thì khi đó ta có thể xịt nhờ các cái mùi của tỏi, ớt và xà phòng, chúng ta sẽ xịt ở các ngóc ngách, những cái thứ nào cũng có thể là đuổi được muỗi. Ngoài ra ta có thể dùng các cái lá bạch đàn này đến để khô và đốt thì cũng có tác dụng là xua đuổi muỗi. Trên thị trường thì họ có sản xuất một số loại tinh dầu bạc hà, thì những cái loại tinh dầu bạc hà này nó cũng có tác dụng là xua đuổi muỗi và các côn trùng khác. Trùng như kiến, gián, ruồi, muỗi chúng ta vẫn thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Chúng không chỉ gây ra những phiền toái về vệ sinh môi trường mà còn gây bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Chính vì vậy đã có rất nhiều người quan tâm đến tác hại của côn trùng với sức khỏe của con người. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với phần trả lời của bác sĩ Nguyễn Văn Đồng, trưởng khoa ký sinh trùng côn trùng của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên. Thưa bác sĩ, hiện tại tôi thấy trong gia đình tôi và các nơi rất nhiều ruồi, muỗi, kiến, gián. Vậy bác sĩ có thể cho tôi biết côn trùng gây ra những bệnh gì cho con người? Theo nghiên cứu gần đây thì càng ngày những cái bệnh mà lây từ động vật và côn trùng nói chung sang người càng ngày càng nhiều loại bệnh và càng ngày càng nguy hiểm. Thế thì côn trùng gián là những cái là nói riêng thì là càng nhiều loại bệnh rất lây bệnh rất nhanh cho cơ thể người. Ví dụ như là muỗi thì gây rất nhiều bệnh, điển hình là sốt xuất huyết, là sốt rét, rồi bệnh gây ngủ, và một số bệnh gây có thể gây nhiễm và gây quái thai như là bệnh rubella. Thế thì
vấn đề, hoặc là những ruồi thì lại lây bệnh tả, hoặc là cái bệnh mà liên quan đến đến bệnh truyền nhiễm từ phân sang sang người. Thì khi mà ruồi đậu thức ăn hoặc kiến gián hoặc chuột bọ thì những bệnh rất là nguy hiểm, có thể gây nên những bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của con người. Cho nên vì vậy côn trùng càng phát triển thì nguy cơ cho người dân nói chung thì càng mắc bệnh nhiều hơn. Thưa bác sĩ, tôi muốn hỏi là bệnh từ côn trùng gây ra thì có liên quan đến COVID-19 hay không ạ? Trong tất cả các loại bệnh đều liên quan với yếu tố dịch tễ, côn trùng cũng là một loại gây bệnh. Thì tuy nhiên có những cái bệnh từ động vật sang người nói chung và trong côn trùng đến người thì thứ nhất làm cho cơ thể chúng ta mắc bệnh, phải đi bệnh viện, là tăng quá tải bệnh viện, đây là môi trường đông người tập trung lên cái bệnh, không những COVID mà nhiều bệnh khác nữa. Thứ hai là bản thân mắc bệnh thì cơ thể suy giảm miễn dịch, đấy yếu tố thuận lợi cho những virus vi khuẩn khác tấn công, thì đấy là yếu tố bệnh. Thứ ba, bản thân côn trùng gây bệnh thì chúng ta giảm sức lao động thì đương nhiên kinh tế sẽ ảnh hưởng, thì đấy là một nguồn làm cho cuộc sống kinh khó khăn, thì lại tăng thêm nhiều bệnh khác trong liên quan đến về an ninh lương thực hoặc là trình trạng dinh dưỡng, đấy là bệnh côn trùng gián tiếp vân vân, rất nhiều thứ đã ảnh hưởng đến đến bùng ngoại dịch gián tiếp làm cái dịch khác tăng lên. Tôi rất là đáng lo ngại cho sức khỏe của gia đình cũng như là của bản thân mình. Chính vì vậy tôi rất muốn hỏi bác sĩ là phòng bệnh từ côn trùng như thế nào có hiệu quả? Chúng ta phải vệ sinh môi trường sạch sẽ, không được phải phát qua bụi rậm, cống rãnh thoát nước sạch sẽ. Thứ hai là xa những nơi chăn nuôi gia súc. Thứ ba là sử dụng vệ sinh, nhà vệ sinh phải có đảm bảo vệ sinh hối xí 2 ngàn theo tự hoại. Nhà ở là chúng ta phải sạch sẽ, ngăn nắp, quần áo gấp gọn, và trong trong nhà chúng ta có những cái tinh dầu để hun đốt phun lau sạch sẽ để cho cái mùi tinh dầu đuổi côn trùng đi. Trong nhà chúng ta có cái rèm, có rèm cửa sổ chống côn trùng, và hiện tại thị trường rất là nhiều để chúng ta xô đuổi côn trùng ra và bỏ rèm thì tránh được cái côn trùng. Bản thân chúng ta là phải có ý thức phòng bệnh côn trùng là gì, là chúng ta phải vệ sinh sạch sẽ, dinh dưỡng tăng để tăng miễn dịch đề kháng với côn trùng gây bệnh, và sử dụng những tinh dầu thường ngày hàng có xung quanh chúng ta như gia vị, như là chúng ta chỉ cần tinh dầu xả hoặc tinh dầu tỏi hoặc ớt, chúng ta cũng sẽ phòng đuổi được côn trùng, mà những cái đấy hoàn toàn tốt cho cơ thể, lại xua đuổi côn trùng, không ảnh hưởng môi trường và sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, Hưng Yên hiện vẫn đang là tỉnh nằm trong top 10 tỉnh thành phố của cả nước có tỷ số giới tính khi sinh cao. Đến hết năm 2020, tỷ số giới tính khi sinh của tỉnh vẫn ở mức là 120,6 bé trai trên 100 bé gái, vượt xa ngưỡng mức cân bằng sinh học tự nhiên. Tuy nhiên, cũng có những địa phương đã làm rất tốt công tác kế hoạch hóa gia đình. Huyện Ân Thi là một trong những địa phương như vậy. Có được thành quả này là nhờ vào đội ngũ cộng tác viên dân số nhiệt tình, tâm huyết với công việc. Những bước chân không mỏi của họ đi từng ngõ gõ từng nhà, đóng góp thầm lặng vào hạnh phúc của mỗi gia đình. Suốt 25 năm nay, chị Phí Thị Trung được người dân xã Hoàng Hoa Thám gọi bằng cái tên trìu mến là chị Trung dân số. Chứng kiến nhiều gia đình còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, con cái nhiều nhóc khiến chị luôn trăn trở làm sao để công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình đến với mọi nhà. Những ngày đầu chị gặp không ít khó khăn trong việc tuyên truyền, thậm chí có gia đình tỏ thái độ không hợp tác. Sau đó nhờ sự khéo léo phân tích và kiên nhẫn, chị đã từng bước làm thay đổi nhận thức của họ. Tôi được đi gặp nhiều thế hệ, nhiều chị em và nhiều trường hợp. Rồi đến các gia đình đông con thì quá vất vả. Thì tôi cũng tuyên truyền. Sau khi chúng tôi đến vận động thì là những gia đình sinh con một bé thì họ cũng không đẻ thêm nữa và họ cũng quyết tâm có 2 con gái. Sau khi sinh 2 cô con gái thì ý định thì cũng muốn là sinh thêm em nữa, nhưng mà cuộc sống nó còn khó khăn và cô muốn là thôi dừng lại ở 2 con để nuôi dạy các con cho tốt. Hình ảnh chị Nguyễn Thị Hương trên chiếc xe đạp lặng lẽ đến từng ngõ xóm để tuyên truyền về dân số đã trở nên quen thuộc với người dân thị trấn Ân Thi suốt 20 năm nay. Chị lên danh sách tất cả những gia đình đã sinh đủ 2 con, sau đó đến từng nhà để vận động sử dụng các biện pháp tránh thai, tư vấn sức khỏe bà mẹ trẻ em. Chị vẫn gọi đây là nghề vác tù và hàng tổng, nếu không có sự nhiệt tình thì không thể gắn bó lâu dài. Tôi làm công tác dân số là hơn 20 năm nay rồi. Hộ mà gia đình sinh con một bè là tôi vẫn là kiên trì. Nhiều khi là đến nhà mà có những ông chồng là ông ấy, chúng tôi đến là các ông là không nhiệt tình đâu. Nhiều khi là tôi đến để chia sẻ những cái vấn đề khác xong rồi về rồi sau tôi ngồi tôi nói chuyện. Chị Lê Thị Tới, xã Vân Du, làm cộng tác viên dân số, đồng thời là chi hội trưởng chi hội phụ nữ, phó thôn Cao Trai.
chị đã tận dụng các buổi sinh hoạt phụ nữ để lồng ghép tuyên truyền, tư vấn sử dụng các biện pháp tránh thai, chăm sóc sức khỏe sinh sản, tư vấn về các bệnh phụ khoa thường gặp. Nhờ những đóng góp của chị, xã Vân Du luôn làm tốt về công tác dân số trong nhiều năm nay. Năm 2020, gần 80% các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai, tỷ lệ giới tính khi sinh được đánh giá ở mức tương đối cân bằng, 102 bé trai trên 100 bé gái. Cứ mưa dầm thấm lâu chúng tôi đến, một lần không được chúng tôi đến hai lần, ba lần. Bảo chúng tôi cứ đến chỉ là đến chơi thôi. Đến lời đầu tiên thì chúng tôi chỉ thăm hỏi sức khỏe và chúng tôi chuyện trò cởi mở. Chúng tôi cũng đến nói chuyện, ví dụ như là chuyện kinh tế, chuyện làm ăn, tôi chuyện hỏi thăm những cái chuyện xã giao thôi. Đến thì chúng tôi tiếp cận được rồi mà cảm thấy chị em hoặc gia đình mà nghe ra rồi thì chúng tôi mới đi vào vấn đề. Mới đầu là cũng gia đình cũng định muốn sinh con trai và có bà mẹ chồng thì cũng khuyên là sinh thêm thằng con trai nữa. Thế nhưng mà vì chỗ chị tới là ở ban vận động dân số vào trong gia đình thì cứ khuyên vợ chồng là thôi không nên sinh con thứ ba nữa, thì để nuôi hai cháu gái là cho nó ăn học đại học. Thì chị là một người cộng tác viên dân số rất là nhiệt tình với cả chị em, rất là có tâm huyết để phân tích cho gia đình. Dù phụ cấp chỉ có 150.000 đồng một tháng, nhưng chị Trung, chị Hương, chị Tới cùng hơn 200 cộng tác viên dân số trên địa bàn huyện Ân Thi vẫn nhiệt tình, tâm huyết với công việc. Những bước chân không mỏi của họ đi từng ngõ, gõ từng nhà, đóng góp thầm lặng vào hạnh phúc của mỗi gia đình. Nhờ vậy, năm 2020, huyện Ân Thi là một trong những địa phương làm tốt nhất công tác dân số kế hoạch hóa gia đình của tỉnh, với tỷ số giới tính khi sinh chỉ 106 bé trai trên 100 bé gái. Nhìn những đứa trẻ được lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ chính là niềm vui để họ bước tiếp những chặng đường còn nhiều khó khăn phía trước. Chương trình Cuộc Sống Khỏe số đầu tiên xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi, những người làm chương trình, luôn mong muốn được đồng hành với quý vị và các bạn để đảm bảo sức khỏe, giúp giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề về sức khỏe cá nhân hay những người xung quanh nhằm phòng và chữa trị nhiều căn bệnh. Quý vị và các bạn có thể liên hệ để đặt câu hỏi về sức khỏe với chúng tôi về địa chỉ Phòng Khoa Giáo Đài Phát Thanh Truyền Hình Hưng Yên, 164 Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên. Email cskhitva@gmail.com hoặc địa chỉ Facebook Cuộc Sống Khỏe HITV. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị và các bạn.